An kính chào cô chú anh chị và bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Đất Công An gửi đến cô chú anh chị và bạn là chúc sức khỏe nha. Hôm nay mình đi đặt bẫy chuột của chú anh chị. Đây. Tay sách nách mang, bên đây cũng cái giỏ nữa. Giỏ bên đây thì để bẹo, còn giỏ bên sau lưng mình thì để bẫy chuột. Bữa nay mình đặt trong nhà mình cô chú anh chị. Mới đây cũng cắt xong hết rồi, giờ đang đốt. Dân ta đang đốt rơm á. Rồi mình tranh thủ mình đặt bẫy chuột, hôm nay mình bắt mớ đang mình xuống bẫy lại nha. Hy vọng đêm nay sẽ trúng cô chú anh chị. Rồi giờ mời cả nhà cùng đi đặt bẫy chuột với mình nhé. Giờ mình đặt thì nắng quá mình không có quay cô chú anh chị. Còn cái đám lúa này ngày mùng 9 cắt, bữa nay mùng 7 rồi. Bên kia bờ vườn mình có mấy cái hang chuột mà giờ mình còn có 3 cái bẫy nữa. Để hồi mình nhảy vào đó mình đặt những cái cuối cùng rồi mình về đi về nha. Tối mình thăm thì mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình xem. Còn cái xe mình giờ nằm chít ở trong đó. Đó, ngay chỗ đâm trắng đó đó. Bỏ xe luôn, lát tối thăm người quay về. Kìa, có đường mòn chuột chạy kìa cô chú anh chị thấy không? Nè này nè. Đó, láng qua đây nè. Đó. Giờ mình qua đó mình đặt hai cái. Ô, còn ba cái, đặt hết ba cái luôn mình đi về thôi. Lát nữa thì thăm thì mình quay tiếp cho cả nhà mình cùng xem nha. Đồng mình thì chuột không nhiều cô chú anh chị. Đồng mình chuột ít ha, nhưng mà bắt được nhiêu mình bắt cũng giúp cho người dân luôn. Trên đó có cái hang chuột. Rồi, bây giờ khoảng 7 giờ cô chú anh chị, mình đi thăm 7 chuột nha cô chú anh chị. Thì ba mình đi hướng đó, đi cũng như giữ ma cho mình. Mình đi sợ đây trọng này chạy trên con chuột rắn. Này, mình khóa chuột rắn này nhất này nha. Một con chuột rắn. Đặt cũng nhiều bẫy bên đó mà nó không chạy. Trời. Đứt pháo banh thì chúng phải bắn đâu. Rồi một con chuột đầu tiên. Nãy nghe cái đồng của chú không, chắc không nghe quá. Rồi để mình đặt lại cái này ha. Rồi mình đi thăm tiếp nha. Rồi tiếp theo mình vòng qua đây mình thăm nha. Thì cho mình đi vòng bên kia rồi. Mình chủ yếu hôm nay thì mình đặt chủ yếu bắt hết chuột cái ruộng mình. Đặng cho đợt sau đừng phá lúa với lại bắt mớ chuột để mình đập rắn nha. Ở trong này mình có một cái nè mà không biết nằm trong lúc trong luôn nè. Mình đặt toàn ở trong lùm không, giờ không nhớ đâu. Đây nè. Đó, toàn trong lùm như không á. Trời, mấy cái hang nó đừng mòn láng quá, láng mình không chạy. Chưa thấy gì chưa. Mấy đường mòn này làm như nó nhát vậy. Ồ, có chuột chạy trên. Đây một con chuột rắn nữa. Rạ, trên sậm con nữa kìa. Ô hai con chuột. Ô con chuột trên này bự. Còn kia tít 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 ở trong lùm quá trời luôn. Kìa bên đó vô con chuột khổng lồ. Mình dỡ con chuột khổng lồ này trước cái đã. Ô muốn bít cái lồng luôn. Chuột này là chuột cái con chuột giấy không. Vô một con nữa là hai con với bên kia hai con nữa. Rồi giờ mình tạm ngưng, mình đặt lại cái này, mình dỡ hai cái kia nhé. Hai cái này thôi, giờ đổ con chuột rắn trước. Cái đường mòn này thì rất là láng, sáng ngày có lẽ là dính nữa đó. Xếp nữa kẹp cái đầu nhỏ. 5 gem nữa kẹp cái đầu nhỏ nhập đép. Để leo lên cho nền đổ cái này. Trên này mình đặt hai cái nha, chạy được con. Con này là con chuột bự, chuột thịt. Rồi quấn cái đuôi. Rồi đặt lại. Chờ mình đứng hướng đó. Tiếp theo mình đi vòng qua đây nha. Ở trong này thì nó kêu nãy giờ, nó kêu kêu nhoi con hết nha. Ba mình nói đâu đây chạy được hai con, hai ba con gì nè. Đó. Chạy nữa. Cái này hướng miệng hang không sập. Cái này không sập. Cái này đâu. Đây không sập luôn.
không sập luôn, không sập luôn. Cha mình ở đâu, hai ba con ta rớt luôn. Đây 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 đây, trời ơi nó bự khủng lồ. Ơ trời ơi, ôi con chuột này nó muốn nhóm cái lồng ra luôn trời. Hết thần như cái nè. Muốn nhóm cái bẫy của mình lên luôn. Ghê thiệt chứ. Rồi ba con chuột lớn rồi nha, ba con chuột lớn với hai con chuột con. Rồi em đặt lại cái bẫy này, tới đặng ba mình nha. Mình nãy mình nghe cái sập cái gập cái, mình nói ba mình có dính con nữa, ba mình chạy vòng đặng thì dính được con. Rồi mình dỡ con này nha. Đây con, con này là con thứ hai, nãy ba mình nói ba con là không biết. Chuột bành bành không. Rồi đặt lại cái đã. Rồi tiếp theo của chú anh chị, thầy đẳng ba mình nói trớt hết trơn, mình chưa biết để mình đi vòng. Có nhiều cái mình đặt trong lùm ba không thấy. Trớt luôn. Mấy cái này đường mòn láng này chứ nó chưa ra, đêm nay nó mới ra. Đâu, để nghe cái. Vậy chỗ đó dính nữa đó. Cái đầu tiên dính, nay giờ dính nữa. Ủa? Xích đắng. Đây. Nghe cái, nghe cái tắp. Nó bao mình dính con rồi. Chưa. Bò đó con chưa đi xuống mà. Đây, để mình đặt lại tiếp nha. Theo bờ bẫy này giờ mình đi vòng ngược lại qua bên đó nha, bên đầu ganh. Đầu ganh này mình đặt ba cái ngay, ngay ba cái hang mình đặt hứng ha hứng đại luôn chứ không biết chạy không. Ủa hai cái hả ba ta, có hai cái đây một nè. À đã dính được con nè. Vậy đang chuột trong hang này bươi ra anh chứ đâu. Hang chống bọc nó chứ đâu. Ơ ơ chạy nó chơi, chơi chạy nó chạy chơi đó đó người đó. Ngay cái đèn con nè, chụp 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 cái đèn con nè, nghe đèn con nè, cái đèn con chứ sao đèn chó đó. Ừ. Vậy sao leo được trời. Rồi, để mình cắn là so lại cái ha coi chú anh chị. Chuột nó già lắm rồi. Mình đã đổ luôn rồi, ba mình bỏ con chuột trở lại rồi, rồi mình đổ luôn mấy cái bẫy trong đây luôn nha. Đây có hai cái thì chạy được con. Sao mình đặt sao cắm vậy ta? Đặt phải cắt cái đầu lên chứ. Đó cái hang này thì hết rồi, còn hang này một mai giờ mình xuống dưới, bà mình đi trước nữa. Dưới đó mình có 4-5 cái gì nè, không nhiều. Rồi mình cũng gần tới bẫy luôn rồi. Đây chắc bài lứa chứ không không bài chục bự đâu. Hồi giấc chiều hãy chạy vô hai ba con luôn. Rồi không sập làm gì đó. Đến được cả ký à. Ông anh ông đi cái bẻ bẻ dưa bẻ màu của chú anh chị. Đây. Đây có hai cái không chạy. Cái đường mòn này thì đường mòn qua bên đó. Nắng lịnh luôn. Rồi, giờ mình tiếp tục thôi. Rồi, bây giờ thì mình lên khu trên rồi nha. Khu này có cái đám lúa hồi chiều mình nói còn cái đám lúa nè. Cha mình thì ở dưới xe đây, tại xe mình chạy ra tới ngoài ruộng luôn. Giờ thì mình lên trên đây mình thăm vài cái nữa, với mình đặt hai cái 70 con nhum nha. Thì mình đặt không có mồi, mình đặt theo đường mòn luôn. Hy vọng thì sáng ngày sẽ dính được một con chuột con nhum cũng được. Mình có một cái chỗ đó quá trời 20 con nhum luôn, nhưng mà nó kiểu như là nó không có thấy đường mòn, chỉ có hang thôi. Mấy trăm cái hang, mỗi mấy chục cái hang á. Hang này luồn qua hang kia luôn nhưng mà không có đường mòn đi. Đó thì đặt mồi, nhưng mà mình đặt mồi thì dở lắm, mình chỉ đặt theo mòn, mình đặt xéo mòn thôi. Rồi giờ cũng tới bẫy luôn, để anh qua thăm cái mấy cái bẫy này coi cái chày không nha. Nãy giờ thành quả của mình được cũng coi cỡ ký à, bèo này rung rung gió quá. Rồi gió thiệt.
bẫy lên bẫy luôn không chạy. Chưa thấy gì trên cái nhà. Rồi, tiếp theo tới bò mít. Mít này thì mình đặt cũng không có nhiều bẫy tại người ta xịt thuốc phá quang à. Gió lung lay cái bẹo mình tưởng đâu nó chạy. Cái đồng mình nó ít chuột, nó nhiều chuột. Đây ba cái không chạy luôn. Nguyên vạt trên này nãy giờ dính được con một của chú anh chị, mình không có quay á. Đây dính được con đắng mối nữa nè. Vạt trên này bị xịt khai quang rồi. Nó chuột nó dính, chuột nó bỏ đi hết trơn. Còn con đắng mối đó mình để luôn nha. Chứ giờ mình bắt mình bỏ vô chung với mấy con chuột này thì nó cắn hư rắn mối hết. Rắn mối đó về mình cho rắn nó ăn. Nguyên bò này người ta xịt khai quang này nè, cho nên là chuột nó tản rồi nè. Ngoài đầu vạc này mình còn hai cái nữa là xong khu này, mình qua tới khu khác. Khu này thì cắt lúa hôm trước rồi, không sập. Khu này cắt lúa hôm trước rồi, của mình thì cắt hôm nay. Ngay cái đầu này thì đợt trước là cái hang chuột cống nhâm nè. Kìa kìa, chuột chạy. Nó khôn, không chạy đường kia, chạy đường đây. Rồi, không chạy luôn. Cái hang này hang cống nhâm nè cô chú anh chị. Hang cặp bá phò luôn. Mình đặt đại nha. Lại tới khu nhà giàu luôn cô chú anh chị. Thì đó nãy mình được con nhỏ. Đây mình lại đây thấy được con bự. Thôi quay cho cô chú anh chị xem nha. Nãy tính con đó thì mình dở rồi, mình không có quay. Còn tự nhiên vô đây con bự cái bá. Rồi lỡ quay cho cô chú anh chị xem nha. Con này cũng trọng nha. Cũng bít cái lòng chứ không bít lòng nổi. Mình khoái mấy con chuột nhỏ hơn. Tại đợt ít đó. Chán không thèm nói luôn cô chú anh chị ơi. Nó xảy con kia. Tự nhiên đang nhìn bên đây cái không có tập trung vô, xảy con kia mất tiêu. Mới nói tính kiếm chuột rắn, quay qua quay lại. Rồi nhảy ra nữa con nhỏ này. Con này thì không thoát mình đâu. Con này không thoát mình đâu. Nó bắt bỏ vô trong này. Giờ mình đặt lại cái này nha. Mấy con chuột nó trong đó nó còn làm có cả đám. Giờ mình đặt lại cái này. Rồi, tiếp theo những cái cuối cùng luôn. Đây đừng con nữa nè. Chuột này ép rắn được. Cái lồng này dở quá, ngày mai mình đem cái lồng kia đại cô chú anh chị. Cái lồng của anh Phú làm mới này nó cái vách nó thấp quá nè, nó buông lại nó dòm ở đây không nè. Mấy con kia nó cũng dòm ở đây nữa. Đó, nãy giờ mình chỉnh sửa cái video lên tự nhiên tối thui. Bây giờ nó dòm ở đây không, mình tắt mình đổ cái này cho cô chú anh chị. Mình bỏ rơm vô nó mới được. Tự nhiên nó bu lại đây không, cái lồng này dở quá. Mình mua mai mình đem cái lồng một ngăn theo. Rồi, mình cũng còn ít cái nữa xong. Con mèo lại nó rình bẫy mình. Không biết chạy không mà lại rình đây. Đây đặt ngay miệng hang chưa chạy nè. Tự nhiên cái điện thoại mình lâu lâu nó phơi sáng trắng lên luôn. Đây cái chưa chạy luôn. Đây cái nữa. Đó cái luôn. Mình dòng ở đó mấy cái nữa. Ở dưới nhà mình còn ba cái nữa của chú anh chị. Nghe cháu sau hè luôn. Nghe sau hè chưa. Nãy chạy ngang là cha mình chở mình đi xe. Rồi chạy ngang luôn mà không có thăm. Trong đó mình có ba cái hay bốn cái vậy. Ngay đây nè. Còn ở sau hè mình chưa thăm nữa. Chắc ăn là chạy đấy mà không biết chạy mấy con. Cái này trớt. Hai cái trớt. Ba cái trớt luôn. Rồi, trớt quất. Rồi, mấy cái cuối cùng trớt luôn cô chú anh chị. Giờ mình đã về tới nhà luôn. Nè, thì mình được có 2 con, 4 con, 6 con, 7 con chuột rắn à. Một con chuột ép. Con chuột giá ép nè. Nè không? Rắn mà giá ép nè. Với lại mới chuột thịt. Chuột thịt ở dưới. Mai mình làm món này chuột như là món này. Chứ chuột đây mình cũng không có bán nữa. Chuột đồng nhà mình đặt kiếm ăn luôn. 2, 4, 5, 6 con chuột bự gì đấy. Con nhảy ra rồi.
tiếc rê luôn, tiếc ghê luôn. Vậy mà sao nó nhảy ra được không hiểu luôn. Tại nãy mình vướng mình không có kẹp rút cái bẫy ra. Rồi bây giờ thì mình tạm ngưng video nha cô chú anh chị. Bên đó con chuột cũng nhung con nữa. Để lại quay luôn cho cô chú anh chị mình xem. Cái này bữa trước mình đặt được rồi. Giờ nó ăn mạnh lắm mà nó không giữ, bà cố luôn. Đó. Dữ lắm. Còn đây mới chuột rắn. Ngày mai mình gom gom, mai mình đi thăm bẫy coi có rắn không nha. Ê, lúa thì về tới nhà là chưa cân. Đó, đây giờ tới hình trước đó. Chưa cân cô chú anh chị. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào buổi sáng nha. Sáng mai thì mình tiếp tục với chương trình rút bẫy chuột. Rồi sáng nay em đi dỡ bẫy chuột cô chú anh chị ơi. Bây giờ là khoảng gần 7 giờ. Mặt trời chưa lên nữa. Mình đặt vòng nhà mình hơi dỡ hơi trễ. Đây ba cái ngay cho giường của mình nè. Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè. Thì cái này chạy được con nằm trong đây nè. Nó hôm nay thì có điều mới là của Bin nó đi ruộng. Lần đầu tiên em nó được đi ruộng. Hey. Giờ mình đi bộ tít trong đó, mình dỡ mớ bẫy trong đó, mình đi vòng lên đó nha cô chú chị. Còn trên đó cũng mới nữa đó. Rồi giờ mình vô trong đó thôi. Rồi nãy giờ mình đi thì cũng tới lồng bẫy đây. Bên đây nè. Đây cái đó chạy đựng con, cô chú chị theo. Đó. Đây chạy đựng con. Cái trên đó thì không chạy. Nói chung cái bài lứa này mình bắt để đặt về rắn. Đi, đi Bin cô Bin. Mấy cái đờ tối chạy giờ không chạy, ba cái đó chạy giờ không chạy. Giờ mình qua kia dở vòng cho lại đây ha. Mình qua đây mình dở cô chú anh chị. Thì nãy giờ dở cũng được mớ bẫy. Đây chạy đựng con nè. Đó. Cục Unu. Unu hiền mụi. Quá đã luôn. Mình giờ dở cắt vô đóng vô bẫy. Ngồi cho mình ship là sao. Giờ vừa dở vừa ship lâu lắm. Chết, chết. Ở trên đó sập hai cái kìa. Thấy không? À, hai con chuột lứa. Ồ, cỡ này mà vụ sau nó phá lúa thì thôi luôn. Bắt hết. Tụt dốc. Nè, chuột rắn nè. Rắn này bị đập bại liệt. Chết quất. Rồi mấy cái này trớt luôn. Tiếp theo qua bên khung mới, bên đây thì không dính, dưới đó dính kìa. Con chuột ở dưới về nè cô chú anh chị thấy không, ở dưới ruộng nó về nè. Đó nó lọt sình luôn. Rồi để em nó đó đi, lát nữa mình xuống lấy. Trên này thì không chạy, chạy dưới đó gì đó. Chạy chuột mé dưới ở ngoài ruộng vậy. Ô, cái này sập mà không dính nè. Lông chuột có luôn. Mấy con chuột mà đập bẫy hụt rồi là đợt sau khó ăn rồi đó. Cái này là tối dính con bự. Giờ trớt. Cô Bin của mình nó đi. Lần đầu tiên đi ruộng bỡ ngỡ. Lội cà quỉnh. Ở đây mình đi vòng qua anh coi cái nào dính, mình quay tiếp cho cô chú anh chị mình xem. Còn cái không dính thì mình nè tạm ngưng nha. Đây nè dính được con nè. Có hai cái dính hai con nè. Trời ơi chuột vắng, chuột vắng. Bên này thăm vắng được rồi. Nè. Vô vô vô. Dưới đây còn nữa nè. Mới tính ấp máy à. Nè, con đó giống như con kia, cô chú anh chị mình đặt quay ngược xuống xuống dưới đất ha. Ngược xuống đất là chạy. Quay ngược ra ruộng, ruộng cắt rồi. Bỏ đây đi, lát này nhổ mấy cái này sao. Đây đây đây, con khổng lồ, con khổng lồ. Quá đã. Tàn 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 tàn. Chạy con bọn chứ hả. Ruộng mình đem cũng chạy ngon vậy. Mấy cái này chút nhổ sao. Gom cái nào dính dính nhổ trước cho cô chú anh chị mình xem. Cái nhổ tắt máy nhổ. Mấy cái nó không chạy. Trong đó trớt rồi. Dưới đây hai cái nè. Rồi trớt quất luôn. Trớt luôn. Trớt luôn.
Rồi nhổ hai cái hồi đầu tiên mình quay dính cho cô chú giùm chị mình xem. Đó. Nè, biết chuột không? Bên bên, chuột này bên bên chuột này. Làm sao biết được con chuột ra làm sao? Em nó lần đầu tiên đi bỡ ngỡ lắm. Đây. Tan tan tan. Rồi. Bây giờ thì mình dỡ những cái không chạy còn chút nữa mình cái này dính thì mình quay tiếp nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây mình đặt ba cái mà sập hai cái nhưng mà dính được con bự trên này. Chuyện qua thì cái chỗ này là nó chuột nó chạy vô dữ lắm. Đang cắt á. Đang cắt rồi nó chạy vô. Con này bự á. Đây cái này sập thì hộp cái này dướng chắc dướng mấy cái nhánh này. Bữa nào mình qua thu phục à. Rồi, đây hai cái nữa hết khu này. Hết ruộng nhà. Rồi, hai cái này trước quất. Đường mòn bữa hổm nó chạy qua đây láng quá. Mà nay cắt lúa trống quá nó không vô. Nó không đi đường mòn cũ. Rồi, để mình sắp bẫy lại cái đã. Rồi, xong mớ bẫy đó rồi giờ mình đi lên trên cái đám kia nha. Đám kia thì mình lạc hết một cái bẫy rồi, không biết nhầm đâu. Cái bẫy này gốc này của chúng chị thấy trống rồi. Thì chạy được 54 cái bẫy rồi, chạy được 4, 6, 8, 10 con. Lạc cái bẫy mới cái bẹo luôn. Giờ mình lên trên kia nha. Lên trên kia mình dỡ, lát nữa mình về để mình kiếm tiếp. Lạc không biết lạc đâu rồi. Mấy cái đám này có đặt, chuyện con đặt luồn luồn ở trong. Nguyên giạc trên này lúc tối cũng không dính, sáng cũng không dính luôn cô chú anh chị. Nó bị xịt túi cỏ nó giạc đi đâu hết trơn. Nãy giờ dở hết một mớ bẫy rồi không thấy dính con nào. Mà tối thì được có con chuột rắn mọc. Rớt không. Thì nãy giờ muốn hết bẫy mới đừng con này cô chú anh chị. Cái bẫy này hồi tối nó ủi sập mà không dính nè. Sáng ngày dính nè. Chuột này đang ôm trứng, ôm chữa. Ủa có giấy mà ôm chữa gì? bậy bạ. Chuột cục đuôi. Rồi, chùm cuối luôn rồi nhỉ, cục đuôi luôn này cả nhà. Đó. Chiến đấu cắt con dữ lắm. Vô trăm trận. Trong mối trên đó còn đây còn. Con này tối mình không gỡ nè, không có đem về nè. Còn vài cái nè, nãy giờ dở mấy cái thì không chạy, giờ tới khu nhà giàu của chúng chị. Đó, được con đầu tiên. Em cho cái bẫy lên nghe ngắn cái nè. Ủi tróc mỏ luôn. Mấy cái này thì không chạy, hay mình vòng qua bên kia rồi. Cái này dính mình quay cho cô chú anh chị xem cái mình rút bẫy nha, quay sao cũng được. Cái này tối chạy rồi, chó đạp sập bẫy luôn. Đúng là chó thiệt. Cái này tối cũng chạy nữa mà. Ba cái này tối chạy hết, giờ ba cái này trớt hết. Trời, cái này bị ủi quay ngang luôn. Cái này tối mình đặt xéo qua đây nha. Giờ nó ủi quay ngang. Dòng bên đây. Đây 4 cái. Rồi, 1 cái trớt. Rồi, trớt hết đây. Ở cái này sập. À, thì ra là mày. Khăm ngàn. Chuột vắng coi chú anh chị. Đó. Bên đứng ngóng ở đây hai cái chạy được hai con luôn cô chú anh chị, rồi mình về dưới ba cái dưới nữa là xong. Cái này thì con chuột cũng ngon lắm nhưng mà nó bị Elshima này. Elshima đây con chuột lớn này, hồi tối nó không có chạy nha, sáng ngày chạy. Rồi như vậy thì mình đã xong ba cái dưới nhà thì chạy ăn con đó nữa. Giờ thì mình ginh về luôn cô chú anh chị, về tổng kết số chuột ngày hôm nay mình có nha, tầm khoảng 2 ký chuột ở 130 cái bẫy á, khoảng tầm đó đó, mà chừng 2 ký chuột. Chỗ mình thì nó rất là ít chuột. Bên lên coi, chỗ cò quần nhắm dấu luôn. Cái đống bẫy mình giờ còn trong đó đó, giờ mình phải lấy chiếc xe mình dỡ ba cái bẫy đó xong mình lấy chiếc xe mình chạy vô đó nữa. Mình về tới nhà luôn cô chú anh chị. Sáng ngày thì mình đổ được cũng khá nhiều, khoảng 10 mấy 20 con á. Rồi giờ mình đổ vô trong lớp ga bị chuột gắn thì trên đây nha. Còn chuột lớn mình đổ vô cái lồng đó đằng hồi dễ bắt chứ vô cái lồng này khó bắt á. 5-6 con ở dưới đó mà khó bắt quá.
À, giờ mình đổ mình xin thôi. Kết thúc clip. Giờ mình nãy giờ mình cho rắn nó ăn á cô chú anh chị. Giờ mình kết thúc clip nha, quay vô đây. Xin lỗi cô chú anh chị, mình kết thúc clip hơi trễ nha. Rắn nhỏ thì nó không có ăn, chưa có ăn. Miếng chuột á, mình bỏ vô đây. Một rắn lớn vậy nè, nó trừ nó ăn nè. Không thấy đâu. Không thấy được, mình mở chuồng thấy nó động á. Rồi nó chui xuống dưới. Cô chú anh chị mình thấy chưa, nó ăn no rồi đó, nó xuống á nè, có con nhỏ lên trừng lên nó kiếm ăn nữa nè, thấy không? Đó. Mình động nó không dám ăn, lát nữa nó tối lên nó ăn hết trơn như đây luôn. Con nhỏ này là hôm đầu tiên mình chưa có làm chuồng á, chưa kiểu như chưa có phân lò chuồng á, thả nó vô trong bầy rắn lớn rồi. Hắn bò mới hết nổi. Rắn lớn nằm ngay đó, ngay cái đèn mình, nó chiếu lên. Rồi, chắc mình kết thúc clip luôn đó cô chú anh chị. Hẹp lại cô chú anh chị với bạn video tiếp theo nha. Rắn giờ nằm dưới này nè. Có đèn cô chú anh chị thấy không ta? Đó, bóng bóng á. Mấy con đó đang lộp.